Trấn Thành nhận ý kiến trái chiều khi mai mối anh Đức cho Thùy Tiên. Chỉ trong thời gian ngắn, Thùy Tiên đã vướng vào hai ồn ào với Trấn Thành và Trường Giang. Một bên là Giang Ca với nụ hôn bất ngờ cùng nàng hậu trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Ở diễn biến khác, Trấn Thành lại là ông Mai kém duyên khi giới thiệu Messi Gara năm 2021 cho người bạn thân anh Đức. Trong hậu trường một game show mới đây, đoạn clip Trấn Thành và Hoa hậu Thùy Tiên đã chia sẻ những câu đời tư đã được nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, khi nam MC giới thiệu đàn em cho bản thân anh Đức đã gây ra nhiều tranh cãi. Mở đầu câu chuyện, ông xã Hari Won hỏi về đời sống, tình cảm của nàng hậu, cu bạn trai của nàng. Đây chỉ là chủ đề được sự quan tâm của người hâm mộ, không giấu điều gì hết. Thùy Tiên thẳng thắn chia sẻ, em nghĩ quan trọng là mình có thích họ hay không, mình thích họ thì họ cua, cỡ nào mình cũng thích cả. Tiếp theo đó, Trấn Thành đã được câu hỏi cửa miệng, em nghĩ sao về diễn viên anh Đức, nàng hậu đứng hình mất 5 giây, trả lời, mình có thể cắt ngang lướt qua đoạn này được không ạ? Câu hỏi này có phải là làm nàng hậu khó xử? Cô không biết trả lời thế nào cho đúng, nên yêu cầu bỏ qua. Hành động chê của Thùy Tiên đã khiến nhiều người đồng thuận. Chưa dừng lại ở đó, Thùy Tiên nói thẳng, thích mẫu bạn trai có, cùng giống Trấn Thành. Nam MC cười đáp trả, em đừng nói vậy, cả nước người ta biết anh có bụng. Mà anh bụng thì anh Đức cũng có đó. Tuy nhiên, nàng hậu sinh năm 1998, lần nữa, khó xử, lại là anh Đức hay làm mình lướt anh Đức đi được không? Chỉ có thể thấy đùa thứ hai. Người đẹp chín ít gạt thẳng thắn. Màn mai mối của ông xã Hari Won không chỉ không thành công mà còn khiến anh nhận rổ gạch đá. Rất nhiều người ý kiến từ cư dân mạng cho rằng anh Đức không phù hợp với Messi Gara năm 2021. Riêng khoảng đời tư cũng ồn ào nên gặp gán ghét với Thùy Tiên là điều không hay. Lần hỏi của nam MC chỉ là đùa cho vui, nhưng trong trường hợp này bị phản ứng ngược lại. Việc đem anh Đức ra gán ghét nhưng nhiều cũng gây ra ảnh hưởng đến chính chủ người mai mối chưa chắc đã vui.